Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gali TV. Và như các bạn cũng nhìn thấy dưới tiêu đề thì trong video ngày hôm nay Gà sẽ liệt ra 5 thứ mà Gà ước gì ở Đức có. Tại vì thật sự là sau khi Gà sang Đức thì Gà thấy Gà nhớ 5 điều này vô cùng. 5 điều này thì đương nhiên là Việt Nam có rồi mọi người. Có thể là những cái mà Gà chia sẻ thì đối với một số người sau khi sống ở Đức lâu rồi thì họ sẽ cảm thấy là nó không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên là đối với một người vừa mới sang như Gà thì thực sự là Gà cảm thấy là cũng hơi bất tiện đó. Thì cái điều đầu tiên á, khi mà Gà đến Đức thì cái nhu cầu gọi là điên cuồng nhất của Gà đó chính là mua đồ. Thì đương nhiên rồi, khi mà bạn tới một cái đất nước mới mà bạn cũng không có nhiều thứ trong người cho lắm, không rồi dọn cái phòng thì phòng nó trống không mà mọi người không có gương, không có bàn, không có ghế, thì đương nhiên là cái mà các bạn cần nhất chính là đi mua đồ, đúng không? Thì cái điều đầu tiên cả ước gì là Đức có đó chính là cái kiểu mà ship hàng đó, mà kiểu COD đó mọi người. Kiểu ở đây thì người ta sẽ gọi là cash on delivery, tức là khi mà mình nhận hàng rồi thì mình mới trả tiền. Thì cái này thì cả thấy ở Việt Nam tương đối là rất là phổ biến, đúng không? Tiki, Lazada, Shopee hỗ trợ cái việc ship COD cho các bạn. Thì ở đây á, những cái trang thương mại mà Gà dùng để mua đồ, ví dụ như là Amazon này nọ, thì hoàn toàn không có cái chuyện mà ship COD đâu mọi người. Và mình sẽ phải ép cái thẻ của mình vô thanh toán trước. Thì cái này căn bản là nó cũng hợp lý. Tại vì ví dụ như là cái chuyện mà ship hàng tới xong rồi không nhận, xong rồi bùng hàng rồi này nọ thì cũng gây bực mình rất là nhiều người. Tuy nhiên là với Gà thì Gà gặp một số vấn đề nho nhỏ trong cái việc mà mua đồ như vậy. Tại vì đầu tiên là cái thẻ của Gà lúc Gà vừa mới qua đây, thì cái chuyện mà đi đăng ký, gọi là đăng ký địa chỉ, đăng ký thường trú gì đó, với lại làm thẻ ngân hàng thì rất là lâu, nó phải tới vài tháng lận mọi người. Và bây giờ thì Gà chỉ có thể lấy cái thẻ Việt Nam của Gà xong rồi add lên trên đó. Thì bởi vì cái vì là thẻ Visa, cũng là thẻ Visa nhưng mà thẻ làm ở Việt Nam á, thì một vài trang web lúc mà mình add cái thẻ lên á thì nó sẽ yêu cầu một cái mã OTP. Cái mã OTP này lại là cái mã OTP mà mình đăng, gọi là mình đăng ký lấy bằng cái số điện thoại của Gà hồi ở Việt Nam á. Nên là đó, có rất là nhiều lần ép thẻ không được. Thì đó, những cái vấn đề mà cứ như vậy làm cho Gà rất là gọi là kiểu ngại mua sắm. May là có một cái này, có một cái tip như thế này, là khi mà Gà ở Việt Nam thì Gà có đăng nhập PayPal ở trên Google Chrome trên máy của Gà. Lúc mà Gà đăng nhập lại vào PayPal thì nó không bắt Gà xác nhận lại cái OTP nữa. Bởi vì như vậy đó nên là Gà mới có thể thanh toán mọi thứ bằng PayPal. Đương nhiên là ví dụ như các bạn mua những cái món nhỏ thì vẫn có cái kiểu mà nhận hàng rồi mới trả tiền. Ví dụ như mua đồ ăn nè, đặt đồ ăn và ship tới liền thì Gà thì thấy vẫn có cầm đồ ăn rồi mới trả tiền. Còn lại thì mấy cái món mà kiểu mỹ phẩm đồ này nọ đó, mấy cái món mỹ phẩm hay là bàn ghế này nọ thì hầu như là Gà phải thanh toán trước. Thanh toán trước như vậy xong rồi khi mà mình muốn trả hàng lại này nọ thì Gà nghĩ là cái thủ tục nó cũng rất là lâu, với lại là cái chuyện mà nhận tiền lại thì nó cũng lâu. Nói chung là cái này thì nước nào cũng thế thôi. Ok rồi, cái điều thứ hai mà Gà ước gì là ở Đức có, là nói chung là nó cũng liên quan tới việc nhận hàng đó mọi người. Lúc mà lần đầu tiên Gà hỏi bạn Gà là ủa tới đây xong lúc mà nó giao hàng cho mình á thì nó làm sao để mình biết á, bạn biết bạn Gà nó sẽ đóng chung mọi người. Tức là các bạn có tưởng tượng cái cảm giác mà ở Việt Nam á, shipper sẽ gọi điện cho bạn, ê chị ơi chị có nhà không, qua giao hàng cho chị nha. Xong rồi bạn có thể gọi là bây giờ tôi không có nhà, xong rồi lát sau tới được không, xong hẹn lại với shipper lúc 5 giờ 6 giờ 7 giờ tối chẳng hạn. Rồi cái chuyện đó đúng là thiên đường luôn các bạn. Nhưng mà ở đây thì không, không và không, họ sẽ tới họ bấm chung. Xong rồi bạn mà không ở nhà lúc đó là bạn khỏi nhận nha. Thì thật ra thì cái này á, chứ lúc mà khi mà bạn đặt đồ thì nó cũng sẽ gửi cho bạn một cái hẹn là khi nào tao tới tao giao cho mày, giờ này phút này giây này. Nhưng mà nhiều khi mấy cái hẹn nó rất là dài các bạn, có nghĩa là nó kêu là nó giao cho nhà trong hôm nay đúng không, nhưng mà cái giờ của nó là từ lâu lâu là nó từ mấy 12 giờ chiều, và nó kêu là trong khoảng từ 12 giờ trưa cho tới 4 giờ chiều thì 4 tiếng ở nhà các bạn. Tức là trong khoảng thời gian đó thì chỉ có ở nhà thôi, xong rồi chờ người ta bấm chuông chứ chẳng ai gọi cả. Thì cái này cũng ước gì là ở đây có một anh shipper thì nó đáng yêu, xong gọi điện alo con Kim mày có nhà không, xong rồi nó kiểu vậy đó. Nhưng mà không, xui. Cái vấn đề tiếp theo là nói thì Gà nghĩ là nó cũng sẽ gây tranh cãi đó. Tại vì phương tiện công cộng ở Đức thì rất là tốt rồi, nói chung là tram rồi bus rồi đủ kiểu trên trời dưới đất, nói chung là rất là nhiều thứ rất là tốt và cũng rất là nhiều lựa chọn cho mình. Mình muốn chọn cái gì thì mình rất là nhiều thứ để đi. Tuy nhiên là cả ước gì là ở Đức cái độ phổ biến của Grab hoặc Uber là nó như Việt Nam. Việt Nam đâu thấy Grab các bạn. Grab kiểu nhiều tỉnh thành lắm luôn ấy, kiểu chỉ cần book xong rồi mấy anh tới mấy anh đón mình, đúng không? Có Grab bike, Grab car, Grab cho thuê xe luôn cũng có. Đấy, không có Grab. Ở
ở đây có Uber á, nhưng mà Uber chỉ có ở Gà Thấy lúc hôm qua Gà Đọc với mình nó chỉ có trên 7 thành phố lớn thôi. Còn hiện tại Gà, cái thành phố Gà ở thì chắc là không lớn lắm nên là nó không có Uber. Xong gọi taxi á các bạn là phải gọi lên tổng đài xong chờ. Trừ khi là các bạn phải đứng ở ngoài xong các bạn thấy taxi các bạn vẫy xong các bạn leo lên hay sao đấy, thì đó là chuyện khác. Tuy nhiên là khi mà các bạn muốn tự chủ động gọi taxi á thì thấy là nó khá là vất vả. Và đặc biệt ở đây mà có Grab Bike nữa chắc là thích lắm luôn ấy. Tại vì thường thường á là Gà hơi bị say xe, nói chung là cái tiền đình Gà không tốt nên là ngồi trên xe ô tô hơi bị say. Thì thường thường là Gà vẫn thích đi bike hơn. Chắc là rất là nhiều bạn sẽ có cảm xúc giống Gà. Tại vì nếu bạn nào say xe sẽ hiểu. Có gì đi có Grab Bike chắc không có, không bao giờ có này nữa. Muôn đời không thể có rồi. Rồi tới cái điều thứ tư á mà Gà cảm thấy là Gà cũng nói các bạn rồi, Gà tới đây không có bàn, có ghế, không có gì hết á, nên là phải đặt bàn ghế này nọ, tủ này nọ, hay là nói chung là mấy cái kiểu đó đúng không. Nhưng mà khi mà họ giao tới Gà là họ giao những cái gọi là những cái mảnh. Sau đó thì Gà phải nhờ bạn lắp giùm. Nhìn cái mặt Gà là nó ngu si và nó yếu nữa các bạn, nên là Gà lắp không được. Gà phải nhờ bạn Gà lắp giùm. Ví dụ như mình ở Việt Nam đi thì mình có thể mua một cái bàn, xong rồi lúc mình nó giao tới là giao với mình cái bàn đó các bạn. Dù Gà có mua ở Amazon hoặc là Gà nghe nói là nếu mình mua ở IKEA đi nữa thì lúc mà bàn lắp tới, bàn mang tới cũng là bàn mình tự lắp, bàn ghế tự lắp. Mệt lắm mọi người. Ước gì có bàn lắp sẵn cho mình, cho mình đỡ lắp. Tại vì ví dụ như Gà chỉ có một mình đi thì Gà thề với các bạn là Gà chết liền luôn, Gà sẽ sống là nhìn thấy cái đống này là Gà sẽ chịu thua rồi, xong rồi Gà thề không có bạn. Gà nghĩ vậy, tại vì Gà là một đứa yếu đuối không nhận bánh bèo, cái này là Gà công nhận nha. Nhưng mà nói chung là đối với những bạn nữ mà kiểu giống như là tự thân vận động với lại là kiểu Wonder Woman á, độc lập á, thì không nói, nhưng mà Gà thì cái cuối cùng mà Gà ước gì đứt có đó là Vitasky. Hồi xưa lúc mà Gà ở Việt Nam, Vitasky là một cái ứng dụng để các bạn có thể lên, các bạn book người tới giúp các bạn dọn nhà. Thì ở Việt Nam hồi xưa Gà cũng không có phải sử dụng Vitasky nhiều lắm, tuy nhiên là Gà biết là có. Và mỗi lần mà Gà book một cô, một dì tới giúp Gà dọn nhà thì nó sẽ là 200.000. Và cô dọn rất là sạch, dọn 2 tiếng, 3 tiếng luôn, mọi người dọn rất là sạch. Xong rồi lâu hôm bữa thì cái nhà của Gà đang ở thì cái phòng thì Gà có thể tự dọn được. Tuy nhiên là cái khu vực sinh hoạt chung thì Gà thấy là nó hơi nhiều thứ để dọn, thì Gà cũng có lên Gà tìm người giúp đỡ. Thì có một cái trang là helping chấm dọn, nói chung là có cái trang có, cũng có người giúp đỡ. Nhưng mà các bạn biết giá để tìm người tới giúp các bạn dọn nhà là bao nhiêu không? Là 18 euro hả, 15-18 euro một tiếng. Và các bạn phải book tối thiểu 2 tiếng, đó là người đó sẽ tới nhà bạn. Mà cái giá gọi là thấp nhất bạn cần phải trả là trên 30 euro. Trên 30 euro thì sẽ là tầm 1 triệu một lần. Thì họ chỉ dọn đúng 2 tiếng họ đi á. Nên là Gà cảm thấy là wow. Ước gì có Vitasky, ước gì có dịch vụ giá rẻ. Cái này thì có rất là nhiều thứ Việt Nam mình rẻ hơn mà. Ví dụ như là làm nail hay là mấy cái kiểu đó, làm mặt á, spa rồi này nọ, Việt Nam mình rất là rẻ. Nên là các bạn đã sống trong thiên đường á. Đó là tất cả những gì gọi là tâm sự của Gà trải qua sau hơn 1 tháng ở Đức. Thì á, bạn Gà ước gì ở đây mà có những cái đấy thì thật sự đây là rất tuyệt vời các bạn. Video Gà ngày hôm nay đã kết thúc, hy vọng các bạn thích video, nếu bạn thích nhớ like và subscribe là David đó liệu luôn cho Gà Ly TV các bạn nha. Và nếu các bạn ok, nếu các bạn muốn giao tiếp với Gà nhiều hơn thì chúng ta lên Instagram Gà Ly TV ở đây để mình có thể gọi là nói chuyện với nhau, cũng như là Gà có thể đọc gọi là comment nhiều hơn của các bạn thông qua mấy cái mục ads mà Gà hay bỏ trên stories. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu các bạn cảm thấy là tò mò thêm về cái cuộc sống cũng như là cái trải nghiệm của cá nhân Gà ở cái đất nước này. Bye bye.